Dạ, em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng anh em. Em với Tiền, Tài lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một em siêu phẩm nữa nè. Này là dân ma, cái này em nói lộn, cái NFAD6 anh em ơi. Cái này NFAD6 biết kim. Anh em nghe tiếng nó chạy rồi nè. Bây giờ mai mốt chắc chơi với mấy nhỏ anh em ơi, chơi mấy bự hay ủi xà lan rồi sáng đi không nổi quá anh em ơi. Cái nhỏ nó chưa biết xà lan anh em ơi, nhỏ em biết nó ủi gì rồi. Tài nè cũng nghi nữa, mặt này không gai nó mụn không này, không biết có ủi gì không biết nữa. Giờ để em quay chi tiết cái máy này cho anh em bà con cô bác mình tham khảo nha. Giờ nhờ con tắt giùm bác coi. Thứ nhất để em tả sơ về cái máy này cho anh em mình nha. Thứ nhất là bữa nay không có thợ anh em, thợ em là bữa nay là có nên thừa nhi, nó mới lót tót vô mà có hai khách đang đợi sửa mấy D6 rồi anh em ơi, hai cái D6 hết mấy D mình á, cho bởi không có thợ dọn. Này em với thằng Tài với thằng Tiền là nói chung là lựa ra những cái máy nào mà đổ dầu vô nó chạy tụi em quất. Còn chạy cũng đâu biết đường đâu làm. Anh này anh nghe anh cười. Em với anh ở chung nhà chắc banh nóc nhà luôn quá anh được. Đây em quay chi tiết cái máy này cho anh em mình coi ha. Cái này là NFAD6 bét kim có đề. Nhà con trai nghiêng ngay trước giùm bác anh trai. Dướng này hả con? Dướng này con ơi. Anh em nhìn cái bánh chớn đẹp nè. Cái này cái chụp bánh chớn mà nó đề theo cái kiểu đề khép kính sao anh em, nó chụp đầu chụp đuôi nó chụp nói chung chụp tùm lum cho em không biết chưa bằng gì luôn. Khép kính nhận thấy có cái trái đèn này nè, hết sức nó mới luôn. Nhưng mà nó tiếc có một cái là khi dần chuyển về á nè, nó bị cấn nhau, cái này nó hưng môi với cái kia. À, đưa giùm bác cái nó bắt chịu cái đùi vậy, nó không chụp. Nó hưng môi xa nhau, nó bể banh chảnh chừng vậy nè. Ủa nó hung môi gần nó mới bể chứ, gần nhau mới hung nhau được chứ. Nó uổng vậy nè, nó rất là đẹp. Còn này em như thằng Tài chỉ xịt nước qua loa rồi lên sóng cùng anh em ha. Đặc biệt bữa nay Tài nó biết câu cái máy này luôn anh em, nó câu đề chạy luôn rồi. Tài nó hay hơn em. Em thì em không biết câu. Em máy nào có tao quay thì em chọt vô quay chạy đem quất. Nhà con mở cái nắp dầu ra cho bà con mình coi. Này nãy có khoen không con? Cái này thì nữa em tặng cho anh em cái khoen nè, cái khoen để mình khi mình làm dàn cầu mình làm gì nó dễ, còn không có khoen khó lắm. Dầu thì em nhìn thấy nó không có đẹp. Dầu của nó luôn không? Dạ. Nó đục ngầu à. Nhờ con dở bên này lên chơi nó đẹp không? Trường chúng cây nó dở nổi không nè, nhắc xích đây. Rồi con nhóm lên này. Cố lên. Ui da, cái thùng dầu em nói là nó xấu quanh nóc. Rồi con bỏ xuống đi con Tài ơi. Cái máy rất là đẹp trai mà cái thùng dầu rất là dưới đáy, rất là xấu. Dùng xấu giống như anh thằng xóm đây nè. Xấu quá em buồn. Em xin lỗi anh, tại em có sao không nói vậy à. Nói xấu mà cái lượt sao mới đẹp dữ mà sao dưới đáy em nhìn thấy nó đóng cặn dữ người ta. Cái này em biết em còn nhớ không nữa. Cái này chắc em nghĩ chắc nấu dầu chứ có miệng nó đẹp gì nè, mà sao mà dưới đáy nó đóng gì không à. Cái này rất là đẹp nhưng mà anh nhìn cái trong thùng nó xấu nè. Cái này nữa anh em nhớ lưu ý nha, bị ở đây em chỉ làm cho nó chạy. Nếu về nhà anh em có điều kiện, trời ơi tay em đụng đâu dư. Có điều kiện là mình lấy nước của mình á, mình kiếm cái dồi nước nào mình bỏ ở đây mình xả ngốc cho nó ra cặn anh em ơi. Biết rằng là mấy cái dòng máy này cái lượt nó rất là tính luôn nè. Mà nhưng mình cũng phải cần có cái mình rửa cái thùng dầu nè, để nó đóng đáy gì là nó màu bị xét cái đít này nè. Còn máy thì em chắc chắn 100% với anh em là nó ghim từ A tới Z luôn. Bị tụi em cũng không có biết làm. Em nghe tiếng máy em biết thôi chứ mà em không có biết sửa. Nè, bét kim nó gì nè. Mà nó nguyên ghim nó dơ, nói chung là nó còn dơ hay đó, chỗ nào xịt được thì tụi em xịt. Còn chỗ nào xịt không tới là nó nguyên bản vậy nè. Máy nó rất là đẹp anh em. Đẹp lắm đẹp. Ngóc nó dần cháy. Có nước thì nó không có. Nước mình có cái can nào mình đổ vô mình test chất nước cho bà con mình nghe. Tài
rồi chắc ăn con trai. Trời ơi, quên nước nãy giờ mà để nước hết trơn, ngang đổ vô rồi. À, tức là cái quanh nước con cũng có nổ chết nè. Cái này nó nút nó còn còn tem luôn nè. Vậy con cứ từ từ thoải mái đi. Mình quay chi tiết kỹ cho bà con mình coi dễ hơn. Cái này nó báo nước. Nó báo nước bằng bằng điện nè. Còn dây này thì em nhìn thấy nó tùm lum tà la, chứ là dây gì em cũng không biết dây gì nữa. Nhóc hết trơn luôn. Ngày xưa cái nào khó quá em bỏ qua anh em ơi. Bởi em học em đâu có đậu đâu. Bài toán nào em thấy em làm được em làm, còn bài toán không được thì em bỏ qua. Em bỏ qua chứ em không đủ điểm em rớt luôn. Cô giáo đuổi luôn. Em nghỉ học luôn. Nên bởi giờ em mấy bạn bè em thì đứa nào cũng ngon chứ còn mình gì nè. Mình mấy. Ây da, em bu e này nó quá lực cho ta, nhìn nó bự dữ vậy trời. Bu e nhìn rất là lực. Cái nào đổ lộn rượu gốc không con? Có không? Nó tan rượu mà nó dơ cái này chắc tụi em uống vô tụi em chắc cũng tỉnh tỉnh. Ủa mà mình như đó giờ có đứa nào tỉnh không? Không có đứa nào tỉnh hết trơn á, chủ nhà nó tỉnh tỉnh rồi bởi gì thợ giống hịch. Quá trời liền lạc luôn nè mày. Đồ nó dày dặn kịch cộm. Dân ma NFA D6L trồng tua 2,5, còn chỗ này nó chóc tem mày. Nó còn miếng này nữa con trai. Nó còn dây dặn hai ngóc này lại nha. Hai ngóc này lại. Cái này hiện tại là nó đang là cái ra sống thôi nè. Chắc là nghĩ nó gắt như trên dàn sới hai góc đề nó ở đây nè. Vừa chóc nó sơn đầy đủ hết trơn luôn. Mày không phải dầu. Rồi nhờ con test hàng cho bà con cô bác mình coi đây. Con muốn quay quay con cái này nó có hai chức năng anh em. Ví dụ như anh em muốn đề đề hoặc là mình có đi đâu á. À, không có mình ở nhà thì cái bình ngày qua nay nó đề biết như cái máy nè. Cái bình nó lớn. Bình lớn mà cái bình này em đổ với khách. Không phải là cái bình mới, cái bình dạng như khách người ta chơi nó không cầm. Cục thang có một chí anh em ơi, ngày xưa nó trắng tươi mà giờ nó theo cha nó, giờ hai cha con đều đen giống nhau. Ông chú đó bữa nay giờ em lên được cái chức tới ông chú nữa. Đen giống nhau rồi con ơi. Giờ em đi rất là chuẩn luôn nè. Em thử cái độ nhảy này. Nó kêu mình ra lớn, nó kêu có vũ cái này nè. Cái mắt nó cục khung nè. Khung này giờ anh em tôi có về mở đó. Còn dưới cái miếng bố đó. Cái bố là nó có lỗ anh bỏ vô đây. Còn anh em xiết cái lại đi. Hay là thường nữa giữa hai cái khoảng này nó có miếng bố. Mình chạy giống như nó giảm sốc vậy đó. Giống như mấy cục khung phát điện vậy đó. Trên đây hả? Nó thiếu ốc cái gì không? Là nó hay bị vũ cái này nè. Thì tụi em ở đây từ sáng giờ không có. Cái này nó còn cục bố rồi. Chứ gì không? Nó có bố rồi. Nó cứng rồi, nó tại. Cứng, cái này nó xài. Giống như cái cục hung nó giảm sốc cho nên mà. Nó kêu mà cầm 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 đó. Còn giống như em thì cái nào nó kêu quá em lột ra em cắt luôn. Ai kêu nó kêu làm chi đó, dính nó hết kêu nè. Rồi bắt nhờ con test hàng lại cho bà con mình con cái này, con tắt con đề lên cái này. Em không biết là cái bình này nó còn cầm cự được mấy phát nữa nghe anh em, nhưng mà bị cái bình nó nhỏ quá. Cái bình này là cái bình có bình sạc điện đó, là con dây điện làm dây bằng nhôm nè. Tụi em xài rất là đơn sơ. Là hoàn toàn là nguyên bản không á,
tụi em không có ấy gì, tụi em không có đụng chạm cho đổ dầu vô nó chạy thì tụi em mới rút được. Điều bữa nay không có thợ lớn rồi nó ganh tì. Ủa bữa nay tài ghê ta, làm được này ép D6 luôn ta. Hồi còn cái F10 bến cho ta. Rồi bánh chớn rồi còn không nổi hả? Rồi nó ganh tì gì nên nè. Ghê gớm được chứ. Rồi tắt đi con trai ơi. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha. À, cái văn ma mà bậy em nó lộn hoài. Cái NFAD6 bét kim. Này anh em nhớ lưu ý là bét kim ha. Máy thì nó nguyên si. À, nó còn cái chớp trên đây nè. Chớp trên nãy tụi em lột ra chưa lấy rồi. Cái này em bán cho anh em là 7.8 triệu em bao ship này nè. Còn anh em nào không có lấy cốc đèn lại nè. Anh em nhớ lưu ý giùm em không có lấy cốc đề, nhiều khi có một số anh em mà dạng còn quá sung sức không cần cốc đề này á thì em trừ lại anh em là 250.000 ha, là 5.650.000 em bao ship ở 5.8 trừ lại cho 250 là nhiêu, 5.550 anh em ơi. Bị ngày xưa em đuổi sớm, bị đuổi sớm quá bởi em không có tính cho ẹt à, còn nguyên bộ gì là em tính anh em là 7.8 em bao ship ngay nè. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Rồi cảm ơn trai nhiều, con trai. Chào tạm biệt anh em ơi.